Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề mà mọi người thường quan tâm nhưng lại không biết cách. Thứ nhất, chủ đề ngày hôm nay là chủ đề muốn cải vận thì phải cải tâm và các cái phương pháp hóa giải vận hạn trong một năm. Trong mỗi một đời người, chúng ta ấy không ai tránh khỏi những cái vận hạn. Có thể từ 3 đến 4 cái vận hạn mà nói chung không tránh khỏi. Nhưng một khi chúng ta đã biết được khi nào chúng ta sẽ có cái vận hạn thì qua đó sẽ có cái phương pháp hóa giải. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn lý do, nguyên nhân tại sao mà trong đời người chúng ta gặp tương đối nhiều từ 3 đến 4 cái vận hạn mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận. Nhưng có những người gặp vào những cái vận hạn đó rất nặng, và ngược lại có những người nó ở cái mức độ giảm đi tối thiểu. Xin nhắc nhở các bạn này, này, các cái vận hạn này qua các cái kinh nghiệm khảo sát thì hầu như nó sẽ xảy ra ở cái mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi, không ai tránh khỏi được đâu. Biết thì nó sẽ giảm bớt đi, mà không biết thì nó sẽ rất nặng. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn các cái chủ đề này. Thứ nhất, đầu tiên ấy, các bạn phải nắm được là vận hạn của con người nó sẽ có cần này các bước là ít nhất là như thế này. Thứ nhất là năm gặp thái tuế và năm xung thái tuế. Cái thứ hai là năm tam hợp biến tam tài. Cái thứ ba là năm thiên khắc địa xung và thủy hỷ địa xung. Và tôi nói ở đây này, chưa nói là hàng năm là ngoài sao thái tuế còn có sao thái bạch, sao la hầu, sao kế đô. À, tôi chưa đả động đến các cái việc các con sao đó. Đồng thời những cái tai họa, tất cả những cái tai họa trong gia đình mà xảy ra hầu như 90% không biết đâu. Chỉ có những người nghiên cứu về thuật số của huyền không quy tinh mới có thể biết được. Vạn sự trong gia đình mà xảy ra những cái biến cố, ốm đau, bệnh tật, tử vong, mất chức, mất quyền, dính dáng pháp luật, vợ chồng ly tán, nó đều rơi vào những cái trạng thái là gì? Là không hóa giải được con sao số 2, là con sao bệnh phù và con sao ngũ hoàng đại khát, bị thị phi điều tiếng, không biết cách, không hóa giải được con sao tam bích mộc tinh, là con sao thị phi điều tiếng, kiện tụng tai tiếng, không hóa giải được con sao tai nạn mổ xẻ đánh nhau, là con sao thất xích kim tinh. Cho nên hàng năm phải hóa giải được các con sao này. Vạn sự mọi sự xảy ra đều do các con sao của huyền không quy tinh nó tới các cái vị trí cổng cửa, phòng ngủ, bàn thờ, gian bếp, bàn làm việc, vân vân, lại kết hợp với những cái năm xung tháng hạn gặp thái tuế hoặc tam tai thì làm sao mà tránh được. Chính vì bản thân tôi cũng đã rút ra rất là nhiều các cái kinh nghiệm, và nên hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn nào mà nghe để mà biết được là lý do tại sao không chủ quan được đâu. Ngoài ra gì, sau đó tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn làm hóa giải mệnh vợ chồng xung khắc. Trong cái bắt tự tử bình tử vi có các những thông tin là sát phu, sát thê ra sao. Hóa giải nhà đã bị suy bại. Tại sao có những người rất cố gắng, nhưng gì, nhà đã làm sai vận, nó đã thoái vận rồi, thì có cố nữa cũng thế thôi, nó chỉ đạt ở mức độ xoàng xoàng bậc chung, không bao giờ thì có thể là tiến triển được. Mà tại sao một số những cái người mà đang đương chức đương quyền
mà ngã ngựa? Tại sao những cái người về hưu về già suy bại? Tại sao trong gia đình xảy ra những cái biến cố? Tất cả nó đều có nguyên do của nó. Chính vì thế là gì? Mọi thứ nó đều có cái cơ sở. Người ta đã đúc kết lại, nó không có gì sai. Nay tôi sẽ đi từng phần chi tiết giúp cho các bạn nghe này. Bởi vì không hóa giải được các cái này thì 100 người cả 99 người không bị dính về sức khỏe thì về vấn đề làm ăn, không về làm ăn thì về tiền tài, không về tiền tài thì về vợ chồng, quan hệ mất chức, mất quyền, suy bại, nó đều rơi vào những cái năm như sau. Thứ nhất là người ta gọi là thái tuế. Thái tuế là gì? Là trong 12 con giáp, vòng quay của lục cập hoa giáp 60 năm quay vào. Ví dụ như năm nay là năm Sửu, thì tất cả những người tuổi Sửu là bị gặp về thái tuế. Trong đó người ta thái tuế, người ta chia ra là thiên khắc địa xung hay là thủy hòa địa xung, nó khác nhau. Ví dụ người là tuổi Sửu, năm nay là năm Tân Sửu, mà những cái người tuổi Sửu Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính và Đinh, tuổi Ất Sửu, tuổi Đinh Sửu thì sẽ bị nặng, đấy gọi là thiên khắc địa xung. Nhưng cái người tuổi Tân Sửu thì nó ở mức độ nó bình thường. Đấy, tôi nói là ví dụ thế. Còn ví dụ như năm ngoái là tuổi Tý chẳng hạn, năm ngoái là năm Canh Tý, thì những người tuổi Giáp Tý và Bính Tý đấy là thiên khắc địa xung. Trong những cái năm gặp phải thái tuế trực tuổi, tất cả mọi người dính vào cái năm đó, không ít thì nhiều đều bị dính dáng tới những cái việc không hay. Và những cái nhiều người không biết là năm thái tuế của mình là không biết giữ mồm giữ miệng, lại hăng hái quá mức thì chuốc đấy cái thất bại rồi. Có những người là gặp phải năm thái tuế bản mệnh của mình đi động thổ, không nhờ người khác là dính ngay. Bởi vì cái tuổi thái tuế là một trong những cái tuổi rất nguy hiểm, cho nên người ta mới hàng năm người ta mới phải là đi giải thái tuế, nó là như thế. Để hóa giải cái vấn đề thái tuế này, không ai chỉ cho các bạn đâu, hôm nay tôi chỉ cho. Ví dụ như bạn nào bạn tuổi Sửu này, thì năm nay là tuổi Sửu, những người tuổi Sửu nghe cho rõ này, thì người ta lấy cái nhị hợp là vật đối xứng, thì hãy mang theo người là một con chuột là Tý Sửu nhị hợp, hoặc là gì mang ba cái tam hợp cục là Tý Dậu Sửu tam hợp cục hóa kim. Đó là cái mang theo người. Những người tuổi Sửu ấy thì phải mang cái con vật đối ứng nó đi, đồng thời để ở phương Sửu một con chuột thì nó mới hóa giải được cho chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người đấy là thái tuế, và trực thái tuế, xung thái tuế là những người là Sửu là tuổi Mùi. Mùi xung với tuổi Sửu. Đấy là tôi nói năm nay. Còn các bạn cứ suy các cái tuổi của các bạn ra là bao giờ trên nguyên tắc là Tý với Ngọ, Mão với Dậu, Thìn với Tuất, Hợi với Tỵ, Dần với Thân. Những vào rơi vào những năm nào thì các bạn phải cẩn thận. Tôi nói ví dụ năm 2022 là Nhâm Dần, thì các bạn tuổi Bính Thân là phải cẩn thận. Đấy là gọi là thiên khắc địa xung, vạn sự bất an. Thì sang năm là năm Dần là cái gì? Ngoài mang cái vật đối ứng ra đi thì người ta sẽ để Dần nó hợp cái gì? Dần nó hợp con lợn, thì mua một con lợn là Dần Hợi nhị hợp hóa mộc, thì đặt thì nó mới hóa giải được chứ. Thì đặt ở cái phương vị ở Đông Bắc, đấy là phương pháp hóa giải. Ngoài ra người ta xem ra là hỷ dung thần của anh là cần cái gì,
Người ta có thể là sắp xếp. Ngày hôm nay tôi không đi chi tiết từng tí một cho các bạn đâu, mà gì? Chỉ dẫn cho các bạn những cái cơ bản mà các bạn tự làm. Đấy là cái đầu tiên mà hạn của thái thuế và sung thái thuế, chức thái thuế nó là như thế đấy. Tiếp theo, phải biết là gì? Cuộc đời của một con người ấy thường xảy ra những cái biến cố theo vận tốt hay xấu. Để mà biết được cái đại vận của mình trong 10 năm của ngày tháng năm sinh của mình, nó là cái gì? Nó có xung khắc với những cái ngày tháng năm sinh của mình hay không? Tôi nói ví dụ, các bạn là tuổi Dậu chẳng hạn, tháng Ngọ chẳng hạn, ngày Mão chẳng hạn. Nhưng lúc đấy mà xem cái đại vận đấy, nó có trong ba cái đó hay bốn cái đó là năm tháng ngày giờ đấy, cái đại vận 10 năm của mình ấy, nó có bị thiên khắc địa xung với năm tháng ngày giờ sinh của mình hay không? Nó là ở đấy, nó là vận gì? Nó là vận thương quan hay là vận quan hay là vận ấn hay vận tài hay vận tỷ kiếp vân vân, thì người ta sẽ biết ở trong 10 năm đó anh sẽ gặp hạn như thế nào. Thì lúc đấy người ta mới chỉ cho các anh biết là gì. Tôi nói ví dụ, mà cái đại vận đấy là mà kiêng không được đi về phía tây bắc được không? Chẳng hạn ví dụ như đại vận ở đó nó là bính tuất chẳng hạn, hay là nhâm tuất chẳng hạn, thì người ta biết ngay là nếu đấy là tây bắc, ở khu vực phía đằng tây bắc, thì người ta sẽ khuyên trong cái đại vận này là nên như thế nào, không nên đi tới những cái vùng phía tây bắc chẳng hạn. Thì các bạn mới có thể biết được, người ta sẽ sắp xếp lại cho cái chỗ ngồi của các bạn là nhìn vào cái hỷ thần ra sao và cánh cái kỵ thần ra sao. Hôm nay tôi cũng không đi chi sâu về những cái bát tự tử bình hay tử vi, mà hôm nay tôi chỉ nói cho các bạn biết là tại sao nó phải có cái cơ sở của nó. Ngoài ra phải biết được vận trái đất, vừa xong là đại vận của mệnh, và cũng phải biết là đại vận 10 năm của là vận của trái đất. Vận của trái đất thì toàn cầu nó sẽ nhiều cái hành kim hay mộc hay hỏa hay là thổ. Để gì? Để biết rằng cái người mà sinh ra bị thiếu cái ngũ hành gì, khuyết cái ngũ hành nào, thì cái đại vận đó nó lợi, nó sinh cho mình hay là nó khắc mình. Đấy cũng là một trong những cái huyền cơ, những cái bí mật mà tôi chia sẻ cho các bạn, để các bạn biết là gì, nó không đơn giản như mọi người cứ nghĩ đâu. Vận của trái đất cũng thế. Đây là nhân đây tôi cũng nói này, ví dụ từ năm 2020 đến 2032 sắp tới thì sẽ lợi cho những người thiếu kim và thiếu thủy, nhưng sẽ bất lợi cho những người thiếu mộc. Đó, đấy là những cái gọi là huyền cơ, những cái bí mật để mà gì, có thể bổ trợ, có thể giúp được những người khác thăng tiến hay là kìm hãm lại sự tụt lùi của họ, chứ không thể lơ mơ được đâu. Cái hạn tiếp theo ấy là hạn tam tai. Nhiều người chỉ hiểu là tam hợp biến tam tai nhưng không hiểu được rõ nó là như cái gì. Tam tai là gì? Các bạn phải hiểu một cách đơn giản này, tôi nói với các bạn để các bạn hiểu, chứ là dùng từ chuyên môn là thai mới dưỡng các thứ các bạn không hiểu đâu. Thì đây tôi nói này, tam hợp biến tam tai thì các bạn cứ nắm theo cái quy luật gì này. Những cái bạn là cái tuổi của mình phải biết, ví dụ trong 3 năm vừa rồi, năm Hợi, năm Tý, năm Sửu là những người tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Sửu, thì tam hợp của ba cái tuổi đó thì biến tam tai ở năm Hợi, năm Tý, năm Sửu. Những bạn mà tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn thì sẽ bị hạn ở 3 năm là năm Dần, năm Mão, năm Thìn. Từ sang năm là năm Nhâm Dần thì ba cái tuổi, tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn sẽ dính vào tam sát trong 3 năm là tam tai, là năm Dần, năm Mão, năm Thìn. Tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tất thì hãy xác định trong 3 năm là tam tai, năm Thân, năm Dậu và năm Tuất.
Những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi thì sẽ bị tam tai trong 3 năm, năm Tỵ, năm Ngọ và năm Mùi. Khi gặp tam tai thì cũng tránh làm nhà, tránh đầu tư lớn, tránh mua sắm những cái gì là quá lớn, đặc biệt là không được động thổ, có thể nhờ người khác động thổ. Mặc dù mình được tuổi nhưng gọi là hạn tam tai và hạn thái tuế là tuyệt đối không nên tự mình đứng ra động thổ, có thể nhờ người khác, người ta giúp đỡ. Bởi vì nó đã dính rồi, bây giờ ông đưa ra cái bây giờ có tam tai thì ông giải quyết cho tôi cái gì? Đấy nó mới là cái quan trọng, thì tôi chỉ luôn. Khi mà các bạn gặp vào năm tam tai thì phải biết này. Tại sao trong ba cái năm đó có năm sẽ bị rất nặng, rất xấu nhưng có những năm trung bình? Nguyên nhân tại sao? Thì người ta phải xem cái năm đó là năm gì. Tôi nói ví dụ như năm Hợi, năm Tý, năm Sửu. Đấy, năm Hợi, năm Kỷ Hợi thì vốn dĩ nó là mộc, năm Tý nó là thổ và năm Sửu nó là Tân Sửu cũng là thổ chẳng hạn. Thì tại sao cùng một cái tuổi, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu nhưng có người bị nặng mà có người bị nhẹ? Thì lúc đấy người ta mới xem là cái ngũ hành của cái năm đó nó có bị khắc với cái bản mệnh của cái thằng người sinh ra năm năm Tỵ, năm Dậu, năm Sửu hay không. Đồng thời phải xem là gì, năm đó hàng can hàng chi của năm nó có bị xung khắc đặc biệt hay không. Để biết là gì, đấy là hỷ dung thần, là cái mà người ta cần. Tôi nói ví dụ những người bị dính vào cái năm Hợi chẳng hạn, trong cái ba tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, thế tại sao có người không bị mà có người bị? Thì cứ nói đơn giản này, ví dụ người anh tuổi Dậu chẳng hạn thì năm Hợi đấy, mà cái anh cùng là tuổi Dậu nhưng có cái năm đó cùng là tuổi Dậu nhưng có người là người ta kỵ mộc thì người ta sẽ bị nặng hơn cái người là thiếu mộc. Nên cho nên để phân tích một cách sâu sắc, không thể cứ vừa lúa cả nắm là tất cả những anh Tỵ, Dậu, Sửu là đều vào năm Hợi, Mão, Mùi. Không phải, sẽ có trong ba nó nhất định những cái tuổi đó sẽ dính, đặc biệt là sẽ bị về, đa số là về các vấn đề về ốm đau là cái đầu tiên. Công việc không được hanh thông, mọi sự không được tốt lành, hay gặp phải những cái trở ngại. Nên các bạn phải cẩn thận năm tam tai, tam hợp biến tam tai. Để hóa giải cái vấn đề này thì hàng năm phải biết được là năm đó là kim mộc thủy hỏa thổ như thế nào. Và cái người bản thân ở cái tuổi mà bị gặp như thế thì người ta sẽ tính ra là mang theo người cái vật đối ứng là một. Cái thứ hai là người ta sẽ bảo là gì, ngồi ở cái phương vị dụng thần. Ví dụ anh bị thiếu mộc thì người ta sẽ khuyên là anh sẽ ngồi hoặc là hướng vì hướng mặt về hướng đông hoặc ở hướng đông nam, đấy là hỷ thần. Nhưng những người kỵ mộc mà lại thiếu kim thì người ta sẽ khuyên là anh sẽ ngồi ở cái vị trí ở phía tây hoặc phía tây bắc. Lúc này thì lại đòi hỏi cái người thầy, người tư vấn phải có một cái trình độ nhất định mới có thể giúp được. Còn những người học nông, học vẹt, không có kinh nghiệm là vơ đũa cả nắm thì nó lại sai. Đấy, cho nên có người rất giỏi nhưng có người trung bình và có người rất kém. Chính nó là như thế đấy. Bắt bệnh ấy thì nó là thuộc về trình độ chứ không được lý thuyết. Nếu lý thuyết thì cứ tam hợp biến tam tai, tam hợp biến tam tai, giải đi. Không thể giải chung được. Mỗi người có một cái cơ địa khác nhau, mỗi người có một cái từ trường khác nhau, thì anh phải bốc thuốc, anh kê đơn cho người ta chứ không được giống nhau đâu. Đấy, chính vì người ta mới phải tôn trọng những người có đủ cái trình độ về học thuật là như thế. Người ta gọi là tôn sư trọng đạo. Mà gặp được những người đó hiếm lắm, không ai chia sẻ. Người kém thì cứ học vẹt cái này là đặt vật đối ứng. Vật đối ứng đặt như thế nào thì đó lại là phải hiểu một cách thấu đáo. Ví dụ tôi nói là Hợi, Mão, Mùi thì biết nó là Hợi, Mão, Mùi. Cái đầu tiên của nó là bản cục của nó là để Hợi, Mão, Mùi là tam hợp cục, là nó hóa thành mộc rồi. Thì những người kỵ mộc đầu tiên ăn là bất lợi. Những người gì cần mộc thì là không ảnh hưởng nhiều.
Anh thân tí thìn tăm một cục là nó biến thành gì? Là người ta phải nắm được như thế. Ngoài ra người ta phải biết là những cái năm ngũ hành của nó ra sao. Tiếp theo, hóa giải năm thiên khắc địa xung, tùy hỷ địa xung. Như tôi đã nói lúc nãy là cái năm sinh của bạn, tôi nói là Đinh Dậu, thì cứ đến năm Quý Mão chẳng hạn, đấy gọi là thiên khắc địa xung, là rất cẩn thận. Nhưng nếu là năm Đinh Mão và Đinh Dậu thì nó chỉ xung hoàng can thôi, à hàn chi thôi. Cho nên như nào thì tôi dạy cho các bạn là để cái vật đối ứng, cũng như gì, cái vật đối ứng là cái vật rất quan trọng. Như gì, cái này nó là cái nghệ thuật. Tôi nói ví dụ như gọi là bừa xong là tam tài đấy, đặt vật đối ứng ra sao, cái này nó là cái huyền cơ, tôi cũng không chia sẻ chi tiết cho các bạn. Mà tôi chỉ nói đó là đều có các phương pháp. Bởi vì hôm nay tôi đã đăng đàn như thế này này, bao nhiêu các cái kiến thức học tập của tôi, ít nhất tôi chia sẻ cho các bạn 70%, nhưng chắc chắn khoảng 30% kỹ năng không thể chia sẻ rộng rãi vào trong này. Để gì? Để tránh những người không có học hành gì cả lạm dụng một cách máy móc, mất thì giờ. Có nghĩa là tôi chỉ chỉ ra các phương pháp cơ bản mà các bạn có thể làm được. Thiên khắc địa xung là các bạn cũng phải làm vào những cái mà là gì, những cái năm thiên khắc địa xung đấy, thì tuyệt đối ngoài cái vật đối ứng của các bạn ra, như lúc nãy tôi nói ví dụ tuổi Tý mà gặp vào năm Ngọ chẳng hạn, thì mình phải biết là năm ngọ thì nó hợp với cái gì, là Ngọ Mùi, thì người ta sẽ đặt một cái vật đối ứng là con dê ở phía nam. Đồng thời cái người cái tuổi Tý là phải mang cái vật gì, nếu thiếu thủy thì người ta có thể mang theo ba con vật là thân Tý thìn tam hợp cục quá thủy, hoặc nếu thiếu thổ là Tý Sửu là nhị hợp. Đồng thời cái người tuổi Tý nó trong cái năm bị thiên khắc địa xung đó là không được đi nhiều về phía nam, không được ngồi ở các cái vị trí phía nam, mà phải ngồi ở cái vị trí hợp với dụng thần của mình. Ví dụ là người gọi là Phúc Nguyên là có thể ngồi ở vị trí là thân Tý thìn, là ngồi vị trí tây nam thân và ở phía đông nam. Đấy là những cái kỹ năng. Đồng thời người ta sẽ phải hóa giải được cái con sao 2 năm phải ra sao, thì không phải đã đưa được ra bệnh thì phải có cái biết được cái phương pháp hóa giải. Như gì để chi tiết các bạn cũng không thể nắm được, nhưng đây để tôi đã đăng đàn tôi nói với các bạn thì có nghĩa là các bạn hiểu là tôi là bác sĩ, tôi khám chữa bệnh, tôi kê đơn ra, nhưng tùy người tôi kê đơn như thế nào là lúc đó nó thuộc về cái trình độ của bác sĩ. Các bạn cũng không thể phàn nàn tại sao bác không cho từng chi tiết, các bạn cũng không làm được. Có nghĩa thì hiểu là tại sao nó xảy ra các cái này thì đó nó là nguyên nhân nó như thế đấy, và giải pháp nó chỉ như thế. Nhưng các bạn mà tự làm nó cũng rất khó, nhưng thì tôi đưa ra những cái phương pháp rất dễ. Tôi nói ví dụ năm nay này đấy là năm Sửu, thì lấy đặt cái con chuột đó ở phía con trâu, ở hướng đông bắc nó gồm có là Sửu ở Cấn ở Dần đấy, người ta đặt con trâu vào cái vị trí đó. Đó là cái phương pháp. Hai là cái tuổi thiên khắc địa xung mà tôi đã nói với các bạn như thế. Đồng thời phải luôn luôn mang theo người những cái vật đối ứng là một, những cái vật mà các bạn bị thiếu hành thủy thì mang nước chẳng hạn, thiếu hành kim thì đeo nhiều đồ trang sức, thiếu hành hỏa thì có thể đem theo cái sỏi son hoặc mặc quần áo màu đỏ, thiếu hành thổ thì màu vàng, rồi thiếu hành mộc thì là mang theo các cái quạt giấy chẳng hạn, hay mặc quần áo màu xanh lá cây chẳng hạn. Đấy tôi nói là những cái phương pháp. Và đồng thời tất cả những cái bạn nào mà sang năm là năm Dần chẳng hạn, à những cái bạn mà tuổi Bính Thân đấy gọi là thiên khắc địa xung đấy, thì hãy làm như tôi
đã chỉ dẫn là đặt con lợn vào cái vị trí của dần. Đồng thời cái bản mệnh của cái người đó hãy chọn nhị hợp hoặc tam hợp, nó phù hợp với bản thân mình, mang theo các con vật đó thì nó sẽ hóa giải được. Tiếp theo, hóa giải sao số 2 và sao số 5. Trăm sự trong năm xảy ra đều do con sao bệnh phù và con ngũ hoàng đại sát nó gây ra. Thì phải tính được hàng năm con sao đấy nó chạy ở đâu thì phải hóa giải nó. Ví dụ năm 2020 con sao số 2 nó ở phía nam và con sao số 5 nó ở phía đông. Nhưng năm 2021 con sao số 2 thì nó lại quay về hướng bắc và con sao số 5 nó lại chuyển dịch lên phía đông nam. Đến sang năm 2022 là sao số 5 nhập trung cung thì con sao số 2, con sao bệnh phù nó lại chạy về phía tây nam và con sao số 5 nó lại ở giữa nhà. Nên hàng năm nó thay đổi cái vị trí. Tất cả các hòa phúc phải biết được là nó xuất phát từ đâu, nó đến chỗ nào thì mới chữa được bệnh chứ. Cũng như người ta sẽ biết trước là cơn bão sẽ đến ở đâu, trong năm nay nó sẽ xuất phát từ chỗ nào, trong tháng này nó sẽ xuất phát ở đâu. Nó làm gì vì có một cái ở điểm cố định đâu. Dịch bệnh nó sẽ xuất phát ở từ ở đâu, nó sẽ lan rộng ra sao. Đấy, chính vì những cái người mà phải nghiên cứu về thuật số thì mới biết được. Nếu không hóa giải được hai con sao này, mọi vạn sự bất lợi. Đồng thời những người mà hay bị gặp tiểu nhân, tôi cũng rất nhiều những cái đệ tử của tôi cũng thắc mắc là phải vận nạn của cháu như thế này, hay là cái bị nó kèn cửa, hay bị cấp trên nó soi mói, bởi vì anh có hóa giải được cái con sao tam bích mộc tinh đâu, thì lúc đấy lại phải hóa giải con sao tam bích mộc tinh. Tam bích mộc tinh giờ rất đơn giản, chỉ cắm ngọn đèn đỏ vị trí của nó hoặc để một cái thảm đỏ ở cái vị trí mà của con sao tam bích mộc tinh. Cái này là các bạn có thể làm được. Hai là gì, con sao số 2 và con bệnh phù và con sao số 5 ngũ hành nó thổ, thì thổ sinh kim thì ở chỗ đó, ở hai cái vị trí đó các bạn để treo cái chuông gió hoặc đặt một cái hồ lô bằng đồng hoặc là treo 6 đồng xu. Cái đấy là các bạn có thể làm được đấy. Mà những ông thầy ấy mà ăn được tiền hạ đấy cũng là để làm cái đó đấy. Cho nên các bạn hãy cố gắng mà xem xét. Hoặc là mà tại sao nó hay bị đặt điều vu khống, hay là bị tai nạn, hay bị đánh nhau đổ máu, có tức đấy thì nó phải hóa giải con sao số 7, là con sao mổ xẻ. Đồng thời gì, người ta sẽ khuyên cho gia chủ là ở cái phòng này này, ví dụ phòng đó có cái tổ hợp 2 năm rồi, đến cái năm này lại vào số 5 nữa, thì người ta biết chắc chắn là gì, cái người nằm ở cái phòng đó mà đặc biệt người già hay ốm đau. Mà ở đấy phụ nữ có thai ở đấy thì người ta sẽ bảo là cẩn thận đấy, không có xảy thai đấy. Hai nữa ở cái phòng đấy người ta biết là tháng này cẩn thận là bị mổ xẻ đấy. Nói các bạn có tin không? Nói như thế đấy. Bởi sao? 16 năm nay tôi đi kinh nghiệm đi đầy mình rồi, khắp mọi miền rồi, tư vấn cho hàng ngàn rồi, thì tôi phải có một cái kinh nghiệm chứ. Đó, thì các bạn hóa giải được cái đó. Cái thứ ba, hóa giải mệnh vợ chồng xung khắc. Tôi nói ví dụ, phải xem là mệnh của trong cái vợ chồng. Ví dụ tôi nói ví dụ này, một người mà là bính thân chẳng hạn, với vợ là nhâm dần chẳng hạn, đấy gọi là thiên khắc địa xung, thì bao giờ cũng rất rách việc. Cái gì mà cứ thiên khắc địa xung, suốt ngày cãi vã, làm ăn không thuận lợi. Thì phải làm cách nào? Thì cái đầu tiên đấy, như các cái clip trước tôi đã nói, thì phải biết là gì? Bằng hình thức treo ảnh. Nhất là bạn, các bạn trẻ là phải treo ảnh, là ở các ảnh tân hôn, ảnh cưới của mình, thì muốn cho chồng yêu mình thì treo ảnh ở phía của vợ chồng ở phía tây bắc, muốn vợ yêu chồng thì treo ở phía tây nam. Ngoài ra
phải làm giữ sạch sẽ cái cung đào hoa của vợ và của chồng, đồng thời phải giữ được cái cung hôn nhân nó sạch sẽ. Đấy là những bạn trẻ. Còn những cái người mà lớn tuổi rồi đấy, trên 50 đấy, mà cả cuộc đời vẫn cứ có suốt ngày trục trặc cãi vã nhau đấy, thì ở chỉ có một cái phương pháp duy nhất là tu tâm. Tu tâm là gì? Là hướng vào các cái đạo Phật, làm những cái việc từ thiện, hoặc là gia nhập những cái ở chùa chiền, hoặc là đi lễ, hoặc nếu không có điều kiện ở nhà tụng kinh, cũng đó là một cái hình thức tốt. Ngoài ra làm cái các hình thức phóng sinh, làm những cái vấn đề về từ thiện thì dần dần nó cũng sẽ tốt đẹp lên. Đồng thời phải bổ sung được cái ngũ hành của vợ, của chồng cho nó cân bằng. Có nhiều cái phương pháp để mà hóa giải thiên khắc địa xung. Ngoài ra phải biết được là gì, nếu trong thông tin mà có những cái xu thế mà trong cái tứ tự ấy, người ta đã có những cái tổng kết, hoặc là người ta đã có những cái thông báo ấy, qua các cái mệnh lý ấy, mà nó có cái thông tin là có sao sát phu hoặc là sát thê, nó lại rơi vào những suy tử bệnh mộ, có thông tin là xung khắc với nhau ấy, thì các bạn có thể chú ý. Đặc biệt đây này, những cái bạn ấy qua các cái tổng kết ấy, người ta những cái người cả nam cả nữ mà sinh vào tuổi Giáp Thìn này, tuổi Giáp Dần này, tuổi Giáp Tuất này và tuổi Mậu Thân đấy, thì thông thường là có cái thông tin đấy là chắc chắn rồi, là khắc chồng hoặc là khắc vợ, đó là cái điều chắc chắn. Mệnh nữ ấy mà nó có là mệnh dẫn điều nhiều, có thương quan tứ trụ, toàn bộ tứ trụ năm tháng ngày giờ nó toàn âm, cũng là cái xu thế là sát phu. Nam giới thì có nhiều mệnh tỷ kiếp, trùng trùng tỷ kiếp, lại quá vượng nhiều tỷ kiếp và tứ trụ toàn dương, đấy là cũng là cái thông tin bất lợi. Ngoài ra có âm dương lệch nhau, vân vân, những cái người ta sẽ nhìn trong cái tứ trụ, thì lúc đó người ta sẽ có những cái cân bằng cho các bạn. Khi mà có các cái thông tin và là vợ chồng hôn nhân nó không được thuận, thì phải có cách hóa giải của nó. Cách hóa giải này thì cũng không thể trình bày ở lên trên này được. Thứ nhất là nó phải có những cái đúc kết. Cái thứ hai nó phải tùy cơ ứng biến, liệu cơm có mắm theo từng tuổi. Mà chỉ có một cái phương pháp tốt nhất mà ai cũng có thể thực hiện được, tất cả những cái người mà từ vợ từ 40-50 trở lên, thì đấy, ở nhà có thể là hướng tới những cái từ bi, những cái niệm Phật, tụng kinh, hoặc là từ thiện giúp đỡ người khác và sống cho cân bằng. Đồng thời phải bài trí nhà cửa theo phong thủy, phải bài trí với dụng thần. Đó, lúc đấy lại phải bài trí lại phòng ở, bài trí lại phòng ngủ và bếp núc. Lúc đấy lại phải lại liên quan đến cái vấn đề mà sắp xếp bố cục nhà cửa, thì nó mới có phần nào nó sẽ hóa giải được cho các bạn. Tiếp theo, đồng thời khi mà vận của nhà của các bạn mãi nó không lên được, cho dù có cố gắng vẫn không mông lên được, thì các bạn nên nhớ phải xem xét cái nhà mình là nó còn vận hay hết vận rồi. Những cái nhà mà xây từ trước năm 2003 hết về trước đấy, thì bây giờ làm còn gì, còn cái khí nó suy vận rồi, đến 30 năm nay 40 năm rồi thì làm sao có làm gì nữa, nên là cũng không thu được kết quả gì đâu. Và những cái nhà mà xây từ 2020 hát về trước đấy, nó còn theo cái tọa ứng của nhà trên gì nào, hoặc là có những cái người đúng nhà, đúng nhà đúng hướng rồi, nhưng gì hàng chục năm rồi nó không ngóc được lên được, thì lúc đấy là phải cải vận. Cải vận bằng gì? Là thay đổi thiên tâm thập đạo của nhà.
Thứ nhất là thay vận. Cái thứ hai là cải tạo lại. Vì tại sao cái vận của mình nó kém như thế? Bởi vì gì? Anh không nắm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh có nắm được đâu? Thì làm sao bảo là anh không hành vận được? Thứ nhất là mệnh của mình đã xấu rồi, thì phải nhờ những cái người người ta chỉ dẫn cho. Nhà nhà mình đã làm sai rồi, đã sai vận rồi, thì làm thế nào? Hôm nay tôi chỉ cho các bạn này này, mà nhân đây để cũng có một số thầy nào đấy mà có nghe được cái này này, để đi giúp đời này, thì thay đổi thiên tâm độc đạo. Thay đổi thiên tâm độc đạo bằng gì? Ví dụ nhà đã thoái vận 15 năm, mặc dù còn vận, nhưng đã thoái vận rồi, thì cách làm này đơn giản thôi. Thứ nhất, một cái hình thức đầu tiên là có thể đốt pháo ở trong nhà. Như gì bây giờ người ta cấm pháo, thì ở đấy sẽ có thể đốt cột đào giấy. Còn vì những cái nhà ở chung cư nhà hạn không thể làm được, hoặc là những nhà mà sợ phòng cháy rồi đấy, thì đào ở giữa ở nhà đi 4 hoặc 6 viên gạch đi, thay đổi thiên tâm tập đạo ở giữa nhà đi, thay lại gạch đi, bóc hết cái đất nền lên, gạch lát đi, bỏ cái phần đất, một phần đất ở dưới đi, thay đất mới vào. Đồng thời ở trên chỗ cái nóc còn ra, nếu như lợp ngói thì dỡ cái ngọn ngói bò ra, hoặc là những cái nhà mà làm có cái tum ấy thì dỡ nó ra để cho nó là 7-7-49 ngày, tối đa là 49 ngày, 21 ngày là 49 ngày chẳng hạn, để cho là nắng nó dọi vào trong đấy đi, sau đó lợp lại và làm các cái lễ ABC, thì lúc đó nó mới có thể thay đổi được. Thì cái này phải nhờ những người am hiểu, người ta sẽ bảo cách là làm như thế nào. Có nghĩa gì? Tôi chỉ cho các bạn nguyên nhân để phát sinh tài tạo vận nó như thế. Phải để cải vận đi, phải cải tâm đi. Cải tâm là gì? Những cái bài sau tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn biết là tại sao những vợ chồng tương phối vào những chữ sinh khí, chữ thiên ni, chữ phúc đức, chữ phục vị trong một thời gian dài ăn lộc, kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng tại sao về cuối lại bị suy bại? Ngược lại, có những người rơi vào cái chữ tuyệt bệnh, chữ ngũ quỷ, chữ lục sát, chữ họa hại. Nhưng càng về sau, người ta càng ổn định, càng phát triển. Lúc đó nó thuộc về tâm. Cho nên cái bài chia sẻ của ngày hôm nay của tôi phần nào để giúp cho các bạn hiểu được khái niệm rồi. Khái niệm, bởi vì đã đưa ra bệnh tật. Tôi là bác sĩ, tôi khám chữa bệnh. Thì đấy, tôi chỉ cho các bạn biết là nguyên nhân nó lại sao. Và tôi cũng chỉ cho các bạn một phần nhỏ về cách hóa giải của tôi. Bởi vì sao? Không thể chỉ dẫn nhưng có những cái tiểu xảo, có những cái nó không đơn giản, thì không thể chỉ dẫn cho từng người được. Cho nên những cái người nào nó đều có cái duyên cơ thì sẽ gặp được những cái người mà nó tử tế. Cho nên cũng phải luôn luôn nhắc lại với các bạn này này, mới hay vạn sự vô thường. Những việc làm sai trái khi người ta còn đương vận, họa sẽ ập tới khi người ta thất thế. Và đây cũng là câu chốt lại để của ngày hôm nay chúng ta giao lưu với nhau. Cũng chúc các bạn vui khỏe. Và nên nhớ, dịch Covid cũng còn triền miên. Và nhắc lại đây, để có những người vào nào để thẩm định, để xem xét, thì tôi nhắc luôn đây này, trong tháng 10 này chưa ăn thua gì đâu. Tất cả các tỉnh miền Trung, miền Trung Nam Bộ, đặc biệt các tỉnh miền Tây Nam Bộ, dịch bệnh sẽ hoành hành. Mặc dù nó không nặng như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cái mức độ lây lan và cái số lượng nhiễm bệnh sẽ rất là cao. Cho nên các bạn phải chấp hành cho nó tốt tất cả những cái chỉ thị của chính phủ, thì không lơ là được đâu. Nên nhớ, dịch bệnh sẽ kéo dài ít nhất là đến 2023 theo tính toán của tổ số. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Xin chào các bạn.